Thưa quý vị, với các tỉnh thành miền Bắc nằm sâu trong khối không khí lạnh, cộng thêm trường gió phân kỳ Bắc đến Tây Bắc ở các mực khí quyển trên cao, trong đêm nay toàn vùng sẽ trở lại với trạng thái ít đến quang mây, nền nhiệt ban đêm ở các tỉnh vùng núi sẽ giảm xuống dưới 10 độ. Các tỉnh Trung Du và vùng đồng bằng Bắc Bộ cũng giảm xuống chỉ còn từ 11 đến 14 độ. Ngày mai cùng với trạng thái ít mây, Bắc Bộ sẽ có nắng sớm. Nhiệt độ cao nhất ngày mai ở Bắc Bộ sẽ duy trì trong khoảng từ 20 đến 22 độ. Với các tỉnh thành phố miền Trung, đêm nay và ngày mai, vùng từ Hà Tĩnh trở vào đến Quảng Ngãi vẫn có mưa. Trong đó ở khu vực các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Đà Nẵng là những vùng có khả năng còn có mưa vừa, có nơi mưa to, với lượng mưa trong đêm nay từ 10 đến 30mm. Sang ngày mai, mưa giảm về cường độ nhưng diện mưa vẫn còn nhiều. Vì thế, nền nhiệt ngày mai ở Trung Bộ vẫn sẽ thấp. Vùng từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi, trời rét với nhiệt độ chỉ từ 20 đến 23 độ. Còn ở Bình Định, Phú Yên với mức nhiệt từ 24 đến 25 độ, trời lạnh. Khánh Hòa đến Bình Thuận ít mưa, có nắng nên nhiệt độ cao 26 đến 28 độ. Ở phía Nam, nền nhiệt đêm nay ở Tây Nguyên giảm xuống dưới 17 độ, miền Đông Nam Bộ nhiều nơi xuống dưới 20 độ. Còn nhiệt độ cao nhất ngày mai ở Tây Nguyên chỉ từ 25 đến 28 độ, ở khu vực Nam Bộ ngưỡng nhiệt là 30 đến 32 độ. Hiện tượng sương mù sẽ xuất hiện nhiều nơi ở khu vực Tây Nguyên cũng như các tỉnh miền Tây của Nam Bộ. Trên biển, khối không khí lạnh tăng cường khiến cho gió Đông Bắc trên hầu khắp các khu vực Biển Đông đều có cường độ mạnh. Từ khu vực Bắc, giữa và cả Nam của Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 5 mét, biển động mạnh. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.